Xin chào quý vị trở lại với clip trên kênh Ký Sự TV. Tiếp tục có một tin tức rất là hot trong buổi sáng ngày hôm nay, Ký Sự phải cập nhật ngay để khán giả cùng nhau nắm bắt được cái vấn đề của em Vũ và người cô ruột. Chúng ta biết là ngày hôm qua thì em Vũ đã có cuộc lên công an cùng với người cha của mình để viết tường trình cũng như là nhận sự hỗ trợ của bên công an phường. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì em Vũ lại tiếp tục lên công an lần thứ hai để mà gặp gỡ luật sư của tòa án mà công an phường người ta hỗ trợ cho mình. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em Vũ sẽ được luật sư hỗ trợ những cái giấy tờ này kia để mà có những cái lá đơn tố cáo người cô này. Và trong buổi sáng nay có một cái tin mà mình vừa mới nhận được luôn ngay từ công an phường, đó là công an phường đã chính thức áp dụng cái cấm đi khỏi địa phương với người chủ nhà nha cô chú anh chị. Đó là cậu thanh niên đứng ra nhận mình là chủ nhà thì đã được công an phường người ta cho một cái tờ đơn xuống và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đó là cái tin tức mới nhất mà em vừa mới nhận được nha mọi người. Đây là một động thái quyết liệt của công an phường cũng như là một tín hiệu vui của em Vũ khi mà đã được công an người ta hỗ trợ và có những cái bước đầu là khá thành công rồi. Và mình tin chắc rằng người cô không thể nào ngồi yên được nữa, như đang ngồi trên đống lửa rồi. Bởi vì cái người tự xưng là chủ nhà, nghe nói là người cháu của người cô này, nên bây giờ nếu như cái người cậu thanh niên này bị cấm đi khỏi địa phương, chứng tỏ là đã có một sự gọi là vấn đề gì đó thì công an người ta mới cấm nha mọi người. Thì đây sẽ là một tình tiết mới và mình tin rằng là người cô chuẩn bị nhận một lá đơn triệu tập từ công an phường rồi, không thể nào trốn mãi được đâu, mình tin chắc là như vậy. Có thể nói là chúng ta đang được chứng kiến một cái sự lật ngược thế cờ của em Vũ trong cái câu chuyện này, khi mà liên tục có những cái tình tiết mới có lợi cho em Vũ. Và mình tin là sẽ sớm thôi, Vũ sẽ được gặp người cô của mình trong nay mai thôi cô chú anh chị, chứ không xa đâu. Bởi vì bây giờ thì công an phường người ta đã vào cuộc rồi, cộng thêm một vị luật sư từ tòa án mà công an người ta giới thiệu cho em Vũ nữa, thì mình tin là đây sẽ là một sự kết hợp song song giữa hai bên để mà ép người cô này bắt buộc phải lộ diện chứ không trốn vào đâu. Khi mà cái tin tức mà căn nhà chưa được rao bán thì rất nhiều khán giả đã bức xúc và gọi về. Khán giả cho rằng và yêu cầu rằng là bên cơ quan chức năng phải bắt ngay người cô này, bởi vì người cô này làm quá nhiều chuyện sai rồi nhưng vẫn nhẫn nhơ ngoài bàn pháp luật và đang dùng những cái hành động như là thuê giang hồ hoặc là gọi điện về để mà đàn áp em Vũ, thì mình thấy là nó quá sai, gọi là sai chồng sai đó cô chú anh chị. Và mình hy vọng là sau khi trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà Vũ lên công an phường sẽ được công an họ tư vấn hỗ trợ và tiếp tục có những cái lá đơn để mà đề trên cơ quan và yêu cầu người cô này phải ra mặt để mà đối chất với công an chức năng, chứ không thể nào trốn mãi đâu cô chú anh chị. Người cô này có thể trốn được 1 tháng, 1 năm, 2 năm đi, nhưng không trốn cả đời đâu. Đã làm sai là phải trả giá, không có chuyện nhẫn nhơ đâu mọi người. Rất nhiều khán giả bức xúc và gọi là gọi về cho kênh cũng như cho rằng là khẳng định luôn là căn nhà này chưa bán. Cái này thì mình không rõ nha cô chú anh chị, nhưng mình thấy là có một cái sự mờ ám ở đây, có nghĩa là nếu như có người chủ nhà nào đó ra mặt thì chúng ta sẽ tin hơn. Còn đây là một người gọi là chàng trai trẻ thôi, rất là trẻ tuổi luôn, thì làm gì có số tiền lớn như vậy để mà mua căn nhà này cô chú anh chị. Và cái việc mà khi mà em Vũ hỏi là có gì bằng chứng là chủ nhà không, thì người này lại tìm cách đánh trống lảng và hướng câu chuyện sang một cái việc khác. Thì đó là một cái hành động cho thấy là có sự mờ ám trong cái sự gọi là nhân chủ nhà này. Chúng ta nghĩ là người cô này đã thuê hoặc là cái cậu này không phải là chủ nhà. Nhưng bây giờ mình thấy cái tình tiết mà công an phường họ cấm xuất cảnh, xin lỗi mọi người, là cấm rời khỏi địa phương, chứng tỏ là cái người cậu chủ nhà này cũng có vấn đề trong cái lời khai của mình. Thì mình tin đây sẽ là một cái tình tiết mà người cô sẽ rất là lo lắng luôn, khi mà bây giờ cái người mình cô này nhờ đã bị công an họ cấm đi khỏi địa phương rồi. Thì đó là một cái gọi là hồi chuông cảnh tỉnh cho người cô, cũng như là gióng lên để người cô này phải buộc lộ diện ra để đối chất trực tiếp với cơ quan chức năng và em Vũ. Có thể nói là cái vấn đề của em Vũ thì cũng đã kéo dài hơn 1 tháng nay rồi cô chú anh chị. Rất nhiều người đã cảm thấy lo lắng và chuyển đổi cảm xúc là từ lo lắng đến vui mừng, và vui mừng đến lại là vỡ òa khi mà nghe được rất nhiều những tin tức vui cho em Vũ trong cái câu chuyện này. Nhiều người đến với câu chuyện này là bởi vì là thương em Vũ thôi. Một cậu bé mồ côi bị lấy mất căn nhà, và cái hình ảnh mà 4 tấm di ảnh được em Vũ ôm trước ngực mình để đem ra là một cái gọi là cái lá chắn trong cái câu chuyện này, cũng khiến rất là nhiều người cảm thấy xót xa. Những cái di ảnh mất đi rồi nhưng không được yên của chú anh chị, vẫn phải mang ra mang lại như vậy, thì phải nói là đau đớn vô cùng.
chúng ta chỉ muốn là em Vũ sớm có một kết quả tốt trong cái vụ kiện này, để mà sớm nó lại căn nhà, có một nơi anh trú ở thôi, để mà an cư lạc nghiệp, chứ không phải sống lê lách nay đây mai đó như vậy nữa. Chúng ta cũng chỉ muốn như vậy thôi. Còn người cô, nếu người cô làm sai thì phải chấp nhận trả giá cho pháp luật, chỉ như vậy thôi. Chúng ta cũng không nên lên án dùng những lời lẽ quá nặng nề với người cô làm gì, vì mình thấy bây giờ chúng ta cũng đang chứng kiến một cái sự mà sự việc pháp luật họ vào cuộc rất là công bằng rồi. Họ đang giúp em Vũ rất là nhiều trong việc này nha cô chú anh chị. Công an phường đã vào cuộc rồi và cũng hỗ trợ luật sư cho em Vũ nữa, thì đó là một cái sự công bằng trong pháp luật. Là mình tin là sớm thôi người cô sẽ phải trả giá những hành động của mình, bởi vì cái sự tham lam, cái sự vô độ của mình. Có thể nói là cái vụ của em Vũ này thì cũng kéo dài hơn một tháng nay rồi, và nhiều người thắc mắc là tại sao cơ quan chức năng vẫn lẳng lặng như vậy, để nó kéo dài nó quá lâu như vậy. Nhưng mình thấy là chúng ta cũng nên hiểu là mọi cái việc làm đều cần phải có quá trình, cũng như là cái từng bước nha cô chú anh chị. Bởi vì là dính đến pháp luật, dính đến tuyển tụng này kia thì phải theo từng bước chứ không vội được. Và mình thấy bây giờ thì em Vũ và chú Ngọc đang đi đúng hướng, khi mà đang dần dần tiếp cận được những cái bằng chứng mới này. Thứ nhất, thứ hai là đang được cơ quan chức năng họ vào cuộc và hỗ trợ hết mình luôn. Cái hành động mà công an phường họ ngỏ lời muốn giúp cho em Vũ một vị luật sư để mà xuống tư vấn cho em, cũng chính là một cái sự công bằng trong cái pháp luật nha mọi người. Họ muốn hỗ trợ cho em Vũ trong cái việc này để mà sớm có một cuộc gặp mặt với người cô và lấy lại căn nhà. Và cái hình ảnh mà khán giả đứng bao quanh căn nhà cũng khiến rất là nhiều người cảm thấy xúc động, bởi vì là họ cũng muốn là hỗ trợ tinh thần cho em Vũ đó cô chú anh chị. Khi mà một cậu trai trẻ, một cô lẫn cha lẫn mẹ luôn, và được ông mộ để lại chốt cho, nhưng vẫn bị người cô hất tay trên và cướp mất căn nhà, thì mình cũng mong đây sẽ là một cái bài học cảnh tỉnh cho rất là nhiều người có cái lòng tham người cô này. Cái gì không phải của mình thì đừng có tranh giành. Và mình thấy cái câu chuyện của em Vũ này khá giống với câu chuyện của một người cũng đang giải sống cộng đồng mạng trong suốt một năm qua, đó là chị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng đang trên hành trình đi tìm lại căn nhà của mình bởi người cô ruột đứng ra tranh giành. Thì mình thấy được hai câu chuyện này nó có một sự tương đồng với nhau, đó là những người cô có cái lòng tham lam vô độ, muốn cướp đi cái tài sản không phải là của mình, và muốn tước bỏ đi cái thân phận làm con của cháu mình để mà độc quyền căn nhà cũng như là sở hữu của tài sản. Nhưng mình thấy bây giờ có một cái điểm chung giữa hai bên, đó là ngay cả chị Hồng Loan và em Vũ đều được cộng đồng mạng lên tiếng bảo vệ rất là nhiệt tình luôn, và được rất là nhiều khán giả họ bảo vệ từ đầu đến cuối trong suốt câu chuyện. Thì đó là một cái điểm chung mà mình thấy là em Vũ và chị Hồng Loan đang có được trong cái đến thời điểm này. Và có một điều nữa là mình thấy là bây giờ thì hai bên đều đang có những cái lợi thế lớn hơn so với những người cô. Bên kia chị Hồng Loan thì mình thấy cũng vậy, chị Hồng Loan đang chiếm rất là nhiều cái lợi thế luôn khi mà được những luật sư nổi tiếng họ bảo vệ. Còn bên này em Vũ cũng đang dần dần được cơ quan chức năng và chính quyền họ lên tiếng, họ trợ giúp rất là nhiều. Thì đó là một cái bằng chứng cho thấy là người sống tốt sẽ được pháp luật cũng như là khán giả yêu thương. Đó là điều chính xác rồi mọi người, không cãi được. Và mình thấy bây giờ chúng ta đang rất là mong một kết quả sẽ đến với em Vũ trong ngày mai, để em Vũ sớm lấy lại căn nhà cũng như có một nơi thờ tự người cha, người mẹ, ông bà, và trả ơn báo hiếu cho chú Ngọc. Một cái người rất là tốt luôn trong cái thời hiện đại, sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ công sức cũng như là chấp nhận nguy hiểm để đứng lên bảo vệ một người dân nước lã như là em Vũ. Thì đó là một điều không nhiều người làm được nha cô chú anh chị, không nhiều người làm được. Rất là nhiều người cũng cảm thấy nể phục cái tấm lòng của chú Ngọc khi mà đã dám đứng ra đối với người cô này. Người cô rất là gian xảo luôn, nhưng chú Ngọc vẫn không sợ và cũng quyết liệt làm đến cùng. Và đến bây giờ thì mình thấy là đã có những cái trái ngọt đầu tiên rồi, khi mà cơ quan chức năng đã vào cuộc, khán giả yêu thương và mạnh thường quân hỗ trợ khá nhiều. Đó là một cái việc mà mình thấy rằng chú Ngọc sẽ rất là mừng cũng như là sẽ tiếp tục coi có đó là cái động lực để giúp cho em Vũ sớm đó là căn nhà. Chúng ta cũng chúc cho chú Ngọc, chúc cho em Vũ và chúc cho cái bạn Hoàng gì đó, bạn của em Vũ, lúc nào cũng mạnh mẽ ha, để đồng hành cùng với em Vũ và quyết là đến cùng trong việc này. Một số người thì hỏi là tại sao không thấy anh Nghĩa Trọng quay em Vũ trong những ngày này. Thì mình cũng không rõ thôi chú anh chị, có thể là anh Nghĩa Trọng bận nên không có sắp xếp thời gian được. Nhưng mình thấy bây giờ thì cũng có rất nhiều kênh YouTube họ đồng hành cùng với em Vũ, như là anh S-Tam chẳng hạn, cũng khá là nhiệt tình khi mà liên tục cập nhật thông tin cũng như là đưa đón hai trẻ con rất là nhiều. Và chúng ta cũng hy vọng là sắp tới đây sẽ có thêm nhiều những cái tin tức mới, những cái tin vui đến từ em Vũ, để chúng ta yên tâm cũng như là mong là em Vũ sẽ sớm đó là căn nhà nha cô chú anh chị.